Trời ơi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách mà mình đã trị thành công ve rận bọ chét cho mèo con nhà mình nha. Mèo con nhà mình bị bọ chét rất là nặng. Riêng việc mình dùng lược chải bắt thủ công thì đã bắt được hơn 100 con rồi. Đó là những con mình bắt được thôi, còn số lượng thực tế thì mình cũng không biết là bao nhiêu nữa. Rất may là mình đã phát hiện là sinh này bị bọ chét ngay từ lúc mà nó mới về nhà, cho nên mình chữa sớm được cho nó. Hiện nay có rất nhiều cách để trị ve rận bọ chét cho mèo, nhưng cách trị cho mèo con thì mình thấy ít người nói tới, dù mèo con rất hay nhiễm loại ký sinh này. Với mèo lớn thì mình có thể dùng thuốc nhỏ gáy, tắm xà phòng chuyên dụng, đeo vòng cổ trị bọ chét, hoặc thậm chí là tiêm. Nhưng những cách này không áp dụng cho mèo con vì nó còn quá nhỏ, sức đề kháng kém và hầu như tất cả những cách trên đều gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của mèo. Mình cũng có thử dùng vòng trị ve rận bọ chét, loại dành cho mèo con trên 45 ngày tuổi và 7 đèn xà phòng. Nhưng mà mình thấy hai cách này không có tác dụng. Nếu gần đây bạn nhìn thấy mèo con của mình có những dấu hiệu như là kêu liên tục, rãi nhiều do bị ngứa, thậm chí là mèo cào cắn vào cơ thể, lông rụng, rối và xơ xác. Khi bạn vạch lông ra kiểm tra thì thấy các đốm trắng, đốm nâu đỏ hoặc là nhiều chấm đen li ti thì xin chia buồn là mèo con của bạn đã bị nhiễm ve rận hoặc là bọ chét rồi đó. Có nhiều nguyên nhân khiến mèo con bị nhiễm ve rận hoặc là bọ chét, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do bị lây từ mèo mẹ. Nhiều người nghĩ ve mèo, rận mèo là những cái tên khác của bọ chét mèo, nhưng thực ra nó là ba loài ký sinh khác nhau. So với bọ chét và ve thì rận sẽ làm cho mèo ít ngứa hơn. Rận và bọ chét sống trên bề mặt da mèo, còn ve sẽ xâm nhập vào da và gây ra những kích ứng. Nếu bạn nhìn thấy những con bọ nhỏ có màu nâu, kích thước khoảng 3mm, dù không có cánh nhưng chúng có thể nhảy rất cao và vò rất nhanh khi bạn vạch lông mèo ra để tìm, thì đó chính là bọ chét nha. Bọ chét là loài mà mèo bị nhiễm phổ biến nhất. Rất ít khi mèo nhiễm ve rận. Tuy không nguy hiểm với mèo lớn, nhưng đối với mèo con, bị nhiễm bọ chét có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng như là thiếu máu, nhiễm trùng máu, thậm chí là tử vong. Vì cơ thể mèo con rất là nhỏ bé và không có bao nhiêu máu hết. Tuy bọ chét không ký sinh trên người nhưng nó có thể nhảy sang người và hút máu. Những vết cắn này rất ngứa ngáy, khó chịu và sẽ để lại những vết thâm rất lâu mới mờ. Trong quá trình chữa cho Sunny thì mình chỉ bị cắn đúng hai vết này thôi. Mình biết nhiều bạn là bị cắn khắp cả người. Cho nên dù mèo có bị loại ký sinh nào tấn công, ve rận hay là bọ chét, thì ta cần phải tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt và phải diệt tận gốc nha. Bước đầu tiên là kiểm tra. Tốt nhất là bạn hãy kiểm tra ngay khi mèo con mới về nhà bạn. Không cần chờ xuất hiện các dấu hiệu ở phía trên thì mới kiểm tra, vì mèo con rất dễ bị nhiễm bọ chét từ mèo mẹ. Cách nhanh nhất là bạn vạch lông mèo ra và nhìn vào, hoặc tốt hơn nữa thì bạn có thể dùng một cây lược chải bọ chét chuyên dụng. Vị trí cần kiểm tra đó là dọc sống lưng của mèo, tại vì nơi đó mèo ít khi liếm tới được và bọ chét thường tập trung ở khu vực này. Nếu bạn nhìn thấy các chấm trắng thì đó là trứng của bọ chét. Nhiều chấm nâu đỏ di chuyển và có thể nhảy được thì đó là bọ chét trưởng thành. Còn nhiều chấm đen li ti thì đó chính là phân của bọ chét. Nếu bạn chùi các chấm đen này vào một tờ giấy trắng và nhỏ thêm một ít nước thì phân bọ chét sẽ chuyển thành màu đỏ vì nó có máu. Máu này chính là máu của mèo con đó. Nếu bạn không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào trong những dấu hiệu mình vừa mô tả ở trên thì xin tạm chúc mừng bạn là có thể mèo con nhà bạn không bị nhiễm bọ chét đâu. Bạn có thể ngừng xem video tại đây cũng được, hoặc là bạn có thể xem để cho biết thêm kiến thức thôi. Còn nếu bạn tìm được dấu hiệu nào trong những dấu hiệu kể trên, thì bạn hãy xem tiếp video và để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Sau khi đã chắc chắn được các dấu hiệu là mèo của bạn bị nhiễm bọ chét
thì việc đầu tiên mình cần làm là cách ly mèo ngay lập tức. Bạn tuyệt đối đừng cho mèo lên giường ngủ chung với bạn nữa nha. Vì dù có thương mèo tới mấy thì ta cũng nên cách ly mèo ra khỏi con người và các con vật khác trong nhà, đặc biệt là những con mèo khác, để tránh việc lây lan. Điều này sẽ giúp cho quá trình chữa trị nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nếu sau khi mèo ở nhà bạn một thời gian dài thì bạn mới phát hiện ra là nó có bọ chét, thì số bọ chét mà bạn nhìn thấy trên lông mèo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Số lượng bọ chét và ấu trùng của nó ở trong nhà bạn đã nhiều hơn gấp mấy lần rồi. Một con bọ chét đẻ được 50 trứng và nó đẻ trong suốt quá trình con mèo di chuyển xung quanh nhà. Chỉ cần vài ngày thôi, trứng này sẽ trở thành ấu trùng. Và bạn cứ tưởng tượng đi, nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân đến mức độ nào nếu mà mình không cách ly con mèo càng sớm càng tốt. Nơi cách ly của mèo nên là một nơi có ánh sáng và khô ráo. Tránh những nơi ẩm thấp như là nhà tắm nha. Đó là môi trường thuận lợi để nó sinh sôi nhiều hơn. Nơi cách ly của mèo chỉ cần đủ rộng cho nó sinh hoạt thoải mái thôi. Khi mèo cách ly thì mình nên lấy ra hết những vật dụng không cần thiết để giảm bớt công việc dọn dẹp. Tại vì trứng của bọ chét vẫn sẽ nằm đâu đó trong tất cả những cái vật dụng mà nó sử dụng. Mình để càng nhiều thì mình sẽ dọn càng cực hơn và rủi ro mà trứng bọ chét sót lại sẽ cao hơn. Mình thấy nhiều người hay dùng tay không để bắt bọ chét và dùng móng tay để giết bọ chét. Nhưng mình thấy cách đó không hiệu quả đâu. Thậm chí là nếu bạn dùng lược chải đi chăng nữa thì bọ chét cũng có thể nhảy ra ngoài rất là nhanh và nó có thể nhảy vào người của bạn đó. Bạn không giết kịp nó đâu. Để bắt bọ chét hiệu quả thì bạn cần chuẩn bị những món sau. Thứ nhất là một chén nước sạch. Thứ hai là một chén nước có pha một chút xà bông vào đó. Xà phòng này sẽ giúp cho sức căng bề mặt của nước giảm và nhấn chìm con bọ chét khi nó được nhúng vào đây. Tiếp theo là một cái khăn khô, khăn sạch hoặc là một túi khăn giấy cũng được. Món cuối cùng và quan trọng nhất đó là một cây lược chải bọ chét. Cây lược này chỉ có giá khoảng 20.000 thôi. Để tránh bị bọ chét cắn, bạn có thể mặc quần dài, áo tay dài khi chải bọ chét cho mèo. Và bạn có thể chải ở ngoài trời để tránh bọ chét nhảy vào các ngóc ngách trong nhà. Sau khi chải xong cho mèo thì bạn nên dọn dẹp sạch khu vực đó và đi tắm ngay nha. Mình sẽ chải theo trình tự từ đỉnh đầu xuống tai, cổ, sống lưng và đuôi nha. Sau vài nhát chải thì bạn sẽ tìm được bọ chét bị kẹt trong răng lược. Bạn nhúng nguyên cây lược này vào chén nước xà bông. Nước xà bông sẽ nhấn chìm bọ chét. Bạn không cần phải giết nó bằng móng tay đâu. Sau khi đã nhấn chìm bọ chét thì bạn chuyển cây lược qua chén nước sạch, khuấy nhiều lần để cho sạch xà bông và sau đó dùng khăn khô hoặc là khăn giấy lúc nãy mình chuẩn bị để lau khô lại cây lược và tiếp tục chải. Mèo con rất cần được phơi nắng, không chỉ giúp xương chắc khỏe, tăng sức đề kháng, giảm bệnh tật và các vấn đề về da, mà ánh nắng mặt trời còn giúp ích trong quá trình trị bọ chét. Mình nên cho mèo con phơi nắng mỗi ngày từ 15 đến 30 phút trong khung thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ sáng nha. Vì bọ chét không thích ánh sáng mặt trời, không thích sức nóng của mặt trời, chỉ thích những nơi ẩm ướt thôi. Sau thời gian phơi nắng từ 15 đến 30 phút thì bọ chét sẽ bị yếu đi, nó sẽ chạy chậm hơn và tập trung ở phần bụng của mèo. Bạn hãy lặp lại bước bắt bọ chét ở phía trên ngay sau khi phơi nắng nha. Bọ chét xuất hiện trong nhà cần phải được tiêu diệt nhanh và triệt để, vì nếu không nó sẽ tiếp tục sinh sôi và quay trở lại ký sinh trên người của mèo con. Đầu tiên là mình cần hút bụi và lau toàn bộ nhà mỗi ngày. Bạn hãy hút bụi thật kỹ mọi nơi, mọi ngóc ngách bạn có thể, và khi hút bụi xong thì hãy vứt ngay cái túi rác này đi. Đừng để ở trong nhà, tại vì có thể đây là nơi chứa ấu trùng hoặc là trứng của bọ chét và nó có thể quay ngược trở lại sinh sôi trong nhà bạn. Tiếp theo là giặt và rửa toàn bộ mọi thứ bạn có thể ở chế độ nước nóng, đặc biệt là những vật dụng của mèo con, giống như là nệm ngủ, lược chải lông, chén ăn, chén nước. Thậm chí nếu mèo con bị bọ chét quá nặng thì bạn có thể cân nhắc việc thay mới toàn bộ. Nếu mèo con nhà bạn đã đủ 2 tháng tuổi thì bạn có thể cân nhắc việc tắm cho nó. Mình có làm một video hướng dẫn tắm cho mèo con ở đây, bạn có thể xem lại nha. Tắm bọ chét
khác so với tắm bình thường ở chỗ là bạn nên lấy xà phòng và bôi vào cái vùng cổ của mèo trước, tại vì nó sẽ đóng vai trò như hàng rào để bọ chét không chạy lên đầu và mặt của mèo trong khi tắm. Sau khi đã tắm với xà bông và xả sạch lại bằng nước, mình sẽ dội nước chanh pha loãng trực tiếp lên người mèo và sau đó lau khô, không rửa lại bằng nước nữa nha. Cách chuẩn bị nước chanh pha loãng là bạn lấy một ít nước, bỏ vỏ chanh vào, đun sôi. Khi nước đã sôi thì bạn pha loãng theo công thức 2 vỏ chanh thì 3 lít nước. Bạn yên tâm là dung dịch này không làm lông mèo bị rít hay là bớt dính đâu nha. Nếu làm nhiều thì bạn có thể bỏ dung dịch này vào các bình xịt và xịt mọi ngóc ngách trong nhà để diệt bọ chét luôn. Một phần bọ chét sẽ chết trong khi tắm, phần còn lại sẽ bị yếu đi, cho nên sau khi tắm xong, bạn hãy lấy lược chải bọ chét cho mèo nha. Về lâu dài, bạn nên cân nhắc việc nuôi kín mèo trong nhà, tại vì khi mèo được đi ra ngoài chơi, được chơi với những bé mèo hoang hay là lăn lộn ở những bãi cỏ, thì đó là môi trường rất dễ để mèo tái nhiễm bọ chét. Vì bọ chét có vòng đời dài, cho nên dù mèo đã hết, thì chúng ta cũng nên dùng lược kiểm tra định kỳ để đề phòng nó quay trở lại. Bọ chét phát triển trong điều kiện nóng ẩm và độ ẩm từ 70-85%, cho nên nếu có điều kiện thì bạn nên mua một cái máy hút ẩm để trong nhà để ngăn ngừa sự phát triển của bọ chét nha. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Chúc mèo con nhà bạn nhanh hết bọ chét. Nếu bạn muốn mình làm video về chủ đề nào thì bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha.